và anh đã thấy em cùng người ấy làm điều gì đêm ấy. Anh muốn biết em thấy thế nào, có như khi hôn anh. Dù anh cố gắng chân an mọi thứ, mọi chuyện rồi sẽ qua, nhưng đâu biết có còn nguyên vẹn như khi em bước đi. Và anh đã thấy em cùng người ấy làm điều gì phía sau. Anh khóc như vậy, đau như vậy, em đâu biết đâu. Và anh đã thấy người đang đổi thay chính em ngay lúc này. Nếu hết yêu rồi cứ buông tay, sao em lại làm như thế này? Là anh ấy tốt hơn hay những thứ em cần, chẳng còn xuất phát từ anh, chẳng còn nhớ lời em hứa. Và anh đã thấy em cùng người ấy làm điều gì phía sau. Anh khóc như vậy, đau như vậy, em đâu biết đâu. Và anh đã thấy người đang đổi thay chính em ngay lúc này. Nếu hết yêu rồi cứ buông tay, sao em lại như thế? Nếu đến cuối anh chẳng biết mọi chuyện cứ thế êm đềm, liệu rằng em có biết dừng lại? Liệu em có giật mình nhớ ra anh vẫn đứng đây, vẫn luôn chờ em, dù điều gì xảy ra khiến em khóc như vậy, đau như vậy, sao vẫn mong nhớ? Và anh đã thấy anh ấy đến nơi, sao em lại làm như thế?